Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn. Đợt trước kể phim của Godzilla, bây giờ đợt trước kể phim của Godzilla có 4 tập. Nó tao vô cái tiếng ấy một cười. Kiểu nó khạc. Optimus Prime. Nếu mình cười cái tiếng này. Trước nghe lần đầu nghe cười không nhặt được. Lần đầu nghe thích với anh. Nghe không nhặt được mồm. Nghe nó kiểu nó vui buồn cười cũng kiểu he he thôi. Vậy anh có những cái tinh thần. Ra của cái phim này bé quá anh. Ta đeo cái tai nghe mà vàng. Cái đấy. Tai nghe ta đeo vào nó cỡ vang. Cho bé cũng to. Sợ gì? Không biết. Nghe nó không kín. Kín là JBL đấy. Sao lại kín? Sao lại không ấy nhỉ? Không, nhưng mà thấy càng tốt. Biết đâu nhà người ta nó bảo nhà cho mày còn biết, mình còn tắt kể không để xong cứ quen mạnh luôn thì coi rồi. Khí đột. Cái gì? Dân hú hú. Tí ta mà biến thì Iron Man không phải cản nó lại nghe. Dân ta kia biến thành Iron Man. Tí cái nhiệt lắm. Thằng bên tay quà thằng. Nóng lắm. Số 1. Đồ. Nó gây cấn rồi đấy. Em một thằng kho tên là gì nhỉ? Hả? Em một thằng kho tên là gì nhỉ? Em có thằng kho á. Thằng kho á. Thor nào. Bút cái thằng thằng sấm đấy. À, Loki. Thần lừa bịp. Thằng chói đây, thằng chói đây. Chuyên gia chơi cờ bạo bịp.
bị phết từ người này người kia về cả nhà cái. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tô màu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn.